và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Lâm Vĩ Dạ, tôi hâm nóng chuyện vợ chồng bằng cách hẹn hò nhau đi khách sạn. Lâm Vĩ Dạ, tôi hâm nóng chuyện vợ chồng bằng cách hẹn hò nhau. Hương Giang là người lên tiếng đầu tiên, cô nói: tôi nghĩ đã là vợ chồng thì phải nhận thấy chuyện chăn gối là hết sức quan trọng. Xin lỗi, nếu cần thiết thì hai vợ chồng có thể dắt tay nhau đi học. Hiện nay có rất nhiều lớp học về chuyện chăn gối. Một trong hai vợ chồng nếu có vấn đề về chuyện chăn gối như chồng yếu sinh lý hay vợ lãnh cảm, hoàn toàn có thể đi chữa. Tôi thấy có rất nhiều cách để cải thiện quan hệ vợ chồng, giúp đời sống hôn nhân hạnh phúc hơn. Tại sao lại cứ ngại không nói ra với nhau, rồi lại để xảy ra những trường hợp như ngoại tình, bóc bánh trả tiền, tìm của lạ bên ngoài. Thậm chí nhiều cặp vợ chồng còn đưa nhau ra tòa chỉ vì chuyện chăn gối không được thỏa mãn. Lâm Vĩ Dạ thẳng thắn nói, là người đã có chồng, tôi luôn tạo ra cho chồng mình một cảm giác mới lạ bằng nhiều câu chuyện, những bộ trang phục gợi cảm và làm mình đẹp hơn mỗi ngày trong mắt chồng. Tôi còn hâm nóng chuyện vợ chồng bằng cách hẹn hò nhau đi khách sạn hoặc du lịch một nơi nào đó. Tuy nhiên, tôi biết nhiều người sợ chuyện chăn gối sau khi sinh con, họ sợ bị chồng đụng vào người, họ mất tự tin vào ngoại hình của mình nên sợ chồng chán họ. Điều này cũng cần thông cảm cho đàn ông. Cứ nói đàn ông phải hiểu cho phụ nữ vì khổ cực sinh con, nhưng cảm giác thuộc về sinh lý không thể bộc lộ được. Vì vậy, phụ nữ sau sinh cần nâng cấp bản thân nhiều hơn chứ đừng giấu giếm. Harry, Lâm Vĩ Dạ cũng thường xuyên chỉ cho tôi chuyện chăn gói. Nghe Lâm Vĩ Dạ, Hương Giang chia sẻ như vậy, Harry cũng tiết lộ: bản thân tôi đọc rất nhiều và chịu khó tìm hiểu chuyện chăn gói trên tạp chí. Ở Hàn Quốc, tạp chí thường dành một phần cho một chăn gói. Tôi học hỏi rất kỹ về những chuyện đó. Trấn Thành đã là chồng tôi rồi, nên tôi muốn những cảm xúc hay ho nhất về thể chất tinh thần chỉ có tôi làm được cho anh ấy. Tôi thách chồng tôi ra ngoài, có ai làm được chuyện đó như tôi không? Tôi chịu khó học hỏi chuyện đó. Lâm Vĩ Dạ cũng thường xuyên chỉ cho tôi chuyện chăn gói, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau. Về giáo dục giới tính, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh nói: thực ra trong đời sống vợ chồng có rất nhiều tín hiệu để chúng ta hiểu được nhau và biết đối phương cần gì. Tín hiệu hay nhất là sự lãng mạn. Ví dụ như vợ chồng tôi cả ngày bươn chải công việc, vất vả đủ thứ, nhưng bước vào phòng ngủ, thấy được trang hoàng, đẹp đẽ, lãng mạn, rồi cả những bộ quần áo quyến rũ là đủ để mọi người hiểu hai vợ chồng cần cái gì. Nói vậy chứ, kinh nghiệm của những người đã có gia đình như tôi không thể nào giống kinh nghiệm của những người chưa chồng như Ninh Dương, Lan Ngọc, Thúy Ngân, Hương Giang được. Và tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta nên cởi mở hơn để chia sẻ về chuyện chăn gối. Ví dụ nhà tôi có con lớn, cứ mỗi lần nói về chuyện trưởng thành với các con, vợ chồng tôi lại đùng đẩy nhau vì ai cũng ngại, như thế cũng không được. Nên Dương Lan Ngọc cũng chia sẻ, đúng là ba mẹ thường rất ngại chia sẻ với con cái về chuyện giới tính. Ví dụ như tôi, ba mẹ tôi cũng không phải người đầu tiên chia sẻ với chuyện giới tính. Tôi phải tự phát triển, học hỏi, tìm tòi từ bạn bè, nghe thêm đóng góp từ chị em xung quanh. Bởi vậy tôi nghĩ chúng ta không nên áp đặt chuyện giáo dục, chia sẻ giới tính, tình dục, sinh sản cho cha mẹ. Cha mẹ có thể đưa con đi học ở thầy cô, nhưng phải nắm vai trò định hướng con cái mình, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Tôi thấy có rất nhiều cung bậc cảm xúc để chúng ta có thể diễn tả trong chuyện chăn gối. Nhờ chuyện chăn gối, hai người yêu nhau có thể làm hòa với nhau được. Chuyện chăn gối giải tỏa được rất nhiều cảm xúc, nên tôi nghĩ nó là chuyện quan trọng nhất trong tình yêu hay đời sống vợ chồng.